cầm quà lưu niệm hay những sản phẩm gia dụng thì hoa tươi là quà tặng không thể thiếu cho phái đẹp trong ngày 8 tháng 3 thưa quý vị. Và chúng tôi đã có những ghi nhận về giá cả một số mặt hàng hoa tươi trong dịp này. Theo đại diện của một số cửa hàng kinh doanh hoa, giá cả của các mặt hàng hoa tươi cho dịp 8 tháng 3 năm nay không tăng nhiều so với ngày thường. Nguyên nhân là do nguồn cung dồi dào và các đơn vị kinh doanh cũng đã dự trữ số lượng và nhập về từ trước. Thì ngoài những cái mẫu hoa đến từ Hà Lan như là thông thường như là hoa tulip, hoa mẫu đơn, hoa dạ lan hương, hoa eric thì chúng ta còn có thêm các hoa roti đến từ Nam Phi. Bên cạnh đó thì 8 tháng 3 thì mình không thể nào thiếu được hoa hồng. Thì ngoài những hoa hồng Ecuador có nhiều màu sắc, bên cạnh đó thì đợt 8 tháng 3 lần này thì Flowbox có giới thiệu các bạn thêm một số mẫu hoa mới như là mẫu hoa cầu vồng, hoa snowy. Cành hoa hiện tại bây giờ thì cái số lượng của mình rất là lớn, lên đến con số là vài ngàn cành. Thì để có thể phục vụ được tốt tất cả các hàng của Phan Anh. Hiện hoa tulip có giá khoảng 120.000 đồng một bông. Hải đường hoàng đế giá từ 800.000 tới 1 triệu đồng một bông. Hồng sao mã có giá 250.000 một bông. Địa lan có giá khoảng 400.000 đồng một cành. Hoa hồng nhập giá từ 100.000 đến 200.000 một cành. Hồng Snowy 7 màu có giá 180.000 đồng một bông. Đặc biệt năm nay một số cửa hàng có sản phẩm hoa oải hương trồng tại Việt Nam có giá 20.000 đồng một cành hoặc 200.000 đồng một chậu từ 4 đến 6 cành. Những dòng hoa phụ như hướng dương, cẩm chướng hay cát tường có giá dao động từ 20.000 đến 50.000. Cho dịp 8 tháng 3 năm nay rơi vào ngày thường, cho nên ngoài những khách hàng cá nhân, lượng khách văn phòng cũng tăng hơn so với năm ngoái. Hoa hồng là sản phẩm được nhiều người ưu tiên để tặng cho người thân yêu. Bên cạnh đó, một số dòng sản phẩm mới như hoa lavender trồng tại Việt Nam cũng được nhiều người lựa chọn. Cái hoa oải hương thì trông nó rất là mộc mạc, nó sẽ giữ cái đám giữa một rừng hoa đủ sắc màu thì nó sẽ bị trộn lẫn ở trong đó và nó mọi người sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng mà khi mà bạn đến gần, cái mùi hương của nó sẽ cuốn hút bạn. Thì khi mà nhận được cái hoa oải hương á, thì cái mùi hương á, nó sẽ ở lại trong người ta rất là lâu. Do đó, cái người nhận được hoa sẽ nhớ cái người tặng hoa lâu hơn. Dự kiến trong ngày 8 tháng 3, lượng người mua hoa sẽ tăng rất mạnh.